Dạ, con bác sĩ Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú bạn giao lưu. À, dạo khiên cho Tết này lặt lá rồi, cô chú anh chị em nụ coi dữ luôn. Còn một bụi không? Mạnh bành không? Kẹo không? Đọc giữ mất thời gian cô chú mình chờ đợi nha. Mình hãy tiếp chỗ anh Út. Kệ lại tầm chung chung bự bự gì vừa. Rồi, chào Út ạ. Rồi, chào Linh, Linh đây. Dạ. Rồi trở lại kênh Bonsai Cần Thơ, em Út em tổng chào cô chú anh chị gần xa, dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt ha. Sau đó em có giao lưu với anh chị là 20 cây mai giảo Thủ Đức nha anh chị. Em lặt lá rồi nha. Này là em canh ngày em lặt lá cho anh chị rồi. À, nở ngay luôn đó nha anh chị. Một kẹo luôn. Mặt bông từ 6 đến 12 cánh nha anh chị. Phí ship của em là 200 km. Số điện thoại của em là 0917 15232 nha anh chị. Rồi đầu tiên là cây số 1 anh chị ơi. Ship tới nhà cho anh chị luôn nha anh chị. Tràn trò. Chỉ cần thì anh chị nhìn hộ em nha. Đủ thì cây nào nó cũng ok hết trơn nha anh chị. Đủ ok, cô chú anh chị mình thấy em gõ đủ thì liên hệ anh sẽ chụp hình. Đủ thì nhầm khi mình mới lặt ra đây 2 ngày nay thì cái nụ nó còn hơi nhỏ, khi gọi nó cũng không thấy không. Không thấy gõ không rồi cây nào không ấy thì anh chị mình alo em hoành cây này gần 29 nha anh chị, 28. Dạ, hoành 28. Đây là gì cần điều. Cốt sát đất chỉ cần sát. Tới ngang mình 2 mét anh chị. Nút nụ thì ok chân anh chị, chiều cao mình tính 2 mét luôn anh chị. Hơn 2 mét. Rồi mã số 1, mã số 1 này em giao lưu với anh chị là 2.700.000 nha anh chị. 2.7. 2.7 cho mã số 1 nha anh chị. Tàn bự sần do. Nụ kẹo còn nút nụ kẹo. Thì kẹo chân anh chị. Con Linh nó gọi nút nụ cho anh chị coi, anh chị mình coi cái nữa nha. Nụ già chất lượng luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 2 anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 2 luôn. Cây nào cũng một cốt thẳng chân anh chị. Cây này nụ cũng kẹo đó. Tục to to. Điều cái này là ok. Cành đồ này kia thì anh chị mình hộ em ha. Hoành bằng ha. Rồi hoành cây này 29 nha anh chị. Hoành đó cô chú mình ra yên tâm ha. Đúng đi. Đó chắc lượng. Tán ngang mình mét 8 nha anh chị. Rồi chiều cao mình cũng 2 mét nha anh chị. Ngang 1m8 cao 2 mét anh chị ơi. Quay một vòng nữa cho anh chị mình ngắm cái nha. Anh chị nào có mụn cây nào thì alo cho em nha. À cũng điều ghen. Một cái trên luôn. Rồi mã số 2, mã số 2 này em giao lưu với anh chị là 2.400.000 nha anh chị. 2.400.000. Đồng to. 2.400.000 cho mã số 2 nha. Điều chứ. Linh nó gọi sắc sắc cho anh chị mình thấy nghe nha. Thấy hả Linh? Thấy, thấy. Đủ điệu chứ. Này là nở ngay luôn đó nghe anh chị, em có canh ngày rồi nghe anh chị. Đủ chất lượng ha. Rồi, tiếp theo là mã số 3 anh chị ơi. Rồi, cái số 3. Nghe hoành hay lớn. Chỉ canh thì anh chị nhìn hộ em luôn nha. Rồi, Linh nó gọi nụ em. Đo hoành luôn. Cây này 31 anh chị ơi. Còn 31. Đế gốc này nở luôn, nở bự bự. Quay vòng nó cho anh chị mình ngắm luôn nha. Chi cành. Đậu cũng đều cây. Tết sắp đến cái, rồi anh chị ơi, mua cây mai trước ngõ anh chị ơi. Rồi tán ngang mình 2 mét luôn anh chị ơi. Cây nào cũng nút nụ lộ ok hết trơn anh chị. Rồi chiều cao mình tính 1m8 đi anh chị ơi. Bằng cái thước rồi đó. 2 mét chị hao 2 tấc. 2 mét chị hao 2 tấc hả? Thì 1m8. 2m8, 1m8. 1m8 nha anh chị, mã số 3. Mã số 3 1m8 rồi, em dừng lại cho anh Linh gọi cái nụ cái cho anh chị mình thấy nha. Rồi mã số 3, mã số 3 này em giao lưu với anh chị là 2.600.000 nha anh chị. Nụ quá trời ha. 2.600.000 cho mã số 3 anh chị ơi. Nụ vàng lắm. Em ship cho anh chị là 200 km nha anh chị. Ok.
Rồi em xin đổi cây luôn chơi. Cái xe qua cây xuống. Đúng. Nụ cây nào hôm nãy giờ cũng kẹo chứ. Số 4, cây số 4 này nụ dữ dằn luôn nghe anh chị. Nói chung là cây nào nụ cũng dữ hết. Cây nào nụ cũng nhiều hết. Rồi đo luôn Linh ơi. Rồi hoành gần 29 tính 28 nghe anh chị. Anh chị mình đo hoành đồ này kia thì anh chị mình khi thấy không thấy anh chị mình yên tâm nha. Tán ngang mình 2 mét luôn nha anh chị. Rồi chiều cao mình 2 mét luôn anh chị ơi. Ngang 2 mét, cao 2 mét luôn. Mã số 4. Mã số 4 nha anh chị. Mã số 4 này em giao lưu với anh chị là 2.500.000 nha anh chị. 2.500.000. 2.500.000 cho mã số 4 anh chị ơi. Mã số 4. Nó bị quẹt, đừng cho nó quẹt quá quý à. Rồi thôi khỏi được rồi. Được. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Được cây. Lúc nụ thì anh chị mình nhìn hộ em ha. Nụ cây này to to không nghe nhiều nghe dày luôn nha anh chị. Cây này nở bao phê nha. Nụ già không. Rồi tiếp theo là mã số 65. Chưa đem ra. Tiếp theo cây số 5. Tiếp theo là mã số 5 nha anh chị. Cây này chi cành ok luôn nha anh chị. Anh chị nào mà ứng bụng vừa mắt cây nào thì alo cho em nghe. Một cốt ta thông cành điều. Phí ship của em là 200 km nha anh chị. Rồi hoành thân 28 luôn anh chị ơi. Này xương điều. Cốt dành thấp luôn. Đầu nó nụ kẹo chứ. Đậu của chú yên tâm kẹo. Cây nào nút nụ cũng ok hết nha anh chị. Cây trên đọt luôn. Ừ, theo anh chị mình ưng bụng vừa mắt nha anh chị. Cây trên đọt. Rồi mã số 5 này em giao lưu với anh chị là 2.500.000 luôn nha anh chị. 2.500.000 cho mã số 5 luôn chị ơi. 2.500.000 cái số 5. Nụ cũng kẹo chứ. Rồi em xin đổi cây luôn chơi. Tiếp theo là mã số 6. Cái này cây số 6. Cái lắc nhẹ. Tiếp theo là mã số 6 luôn anh chị. Rồi hoành thân cây này 26 nha anh chị. Hoành thân 26 nha anh chị ơi. Tán ngang mình mét 8 luôn nha anh chị. Được cũng điều điều cây. Rồi chiều cao mình 2 mét anh chị ơi. Hơn 2 mét mình tính 2 mét nha. Mã số 6 này em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. 2.200.000 cho mã số 6 anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em dòng nữa cho anh chị mình ngắm luôn. 2.200.000. Rồi em xin đổi cây anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 7. Luôn. Cây nào cũng một cốt lên hết chân luôn anh chị. Chi cành nó cũng đều. Hoành cây này 26 nha anh chị. Dạ, hoành 26. Nụ to to. Tán ngang mình mét 7 luôn anh chị ơi. Rồi chiều cao cây này tính mét 6 nha anh chị. Rồi mã số 7 này em giao lưu của anh chị cũng 2.200.000 luôn anh chị. Hai triệu hai cho mã số 7 luôn chưa? 2.200.000 cây số 7.
gọn điệu. Rồi tiếp theo là mã số 8 luôn. Cái điểm này đủ. Lôi cái này ra trái Quy. Tiếp theo là mã số 8 luôn. Trời, nụ bình bình không. Cái này nụ bự rồi. Đẹp xương nó xè. Thấp. Ừ, cái này là xương sát chân luôn nha anh chị. Cái này không biết đường đo luôn. Cái này nhắm trần lại đi. Mô đế sơ sơ là cái này một cốt thẳng đẹp. Quanh cái này khoảng 27 28 vậy đó nha chị, anh chị. Cái này đo không được nha. Cái này đo nó ra bự lắm. Coi chắc cỡ 35 rồi cũng cắn quá luôn. Ừ. Khoảng 27 28 rồi nha anh chị. Cái nụ chùm bành bành ha. Nhánh đóng không có đo được luôn. Rồi tới ngang mình hơn 2 mét, tính 2 mét nha anh chị. Bình bạch thôi. Rồi chiều cao mình 1m8 luôn. Dạ. Rồi mã số 8, mã số 8 này em giao lưu với anh chị là 2.700.000 nha anh chị. Đẹp đẹp. Lục ok. Tràng cũng kính. 2.700.000 cho mã số 8 anh chị ơi. Cái này do để bằng quay nghiêng chứ cây này rất thẳng. Cái này để nghiêng nãy nó không kê. Ta kê lên. Mã số 8 2.700.000 nha anh chị, phí ship em 200 km nha. Số điện thoại 0917145232 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn chị ơi. Dạ phép đổi cây luôn. Tiếp theo là mã số 9. Ngầu nụ điệu chứ. Mã số 9 luôn nha anh chị. Để 9 nụ cũng kẹo luôn. Nụ kinh chùm chùm á. Rồi quay một vòng cho anh chị mình coi cái nha. Chi cành đâu là đẹp hết luôn nha anh chị. Cái này lặt lá rồi thành trống rồi mình thấy nó rõ rồi nha anh chị. Nụ quá trời nụ luôn. Nụ vàng óng ánh luôn. Rồi chiều cao mình 2 mét luôn anh chị ơi. Nụ vàng. Tán ngang mình 1m8 anh chị ơi. Rồi mã số 9. Mã số 9 này em Zalo với anh chị là 2.500.000 luôn nha anh chị. 2.500.000 cho mã số 9 nha anh chị. Cái này nằm trong chậu 7 không nha anh chị ơi. 2.500.000 cho mã số 9 nha anh chị ơi. 2.500.000 cái số 9. Rồi xin đổi cây luôn chị. Cây đủ quá, quá kẹo luôn. Tiếp theo là mã số 10. Cái này nụ dữ dằn nụ. Nụ cũng kẹo. Này nó nở nghe không thấy nhánh nữa nha anh chị. Đúng rồi. Điều luôn sân luôn đó. Mã số 10 nha anh chị. Rồi nụ đi đo luôn nha Linh. Dạ. Nhánh này đủ rồi. Quành cái này dạ. 30 nha anh chị. Quành 30. Kẹo, kẹo kẹo. Quành cái này 30 nha anh chị. Tán ngang luôn. Rồi tán ngang mình 1m7 nha anh chị. Chiều cao mình tính 2m lên chị ơi, hơn 2m rồi. Khoảng 2m, 1m7. Rồi mã số 10 này em giao lưu với anh chị là 2.600.000 nha anh chị. Một chi chích luôn. Chờ anh gì luôn. 2.600.000 cho mã số 10 anh chị ơi. Đẹp tuyệt vời luôn nha anh chị. Đẹp tuyệt vời luôn. Nụ ok chắc luôn. Nụ ok nha anh chị. Tại nhầm khi lúc này lật ra nó có nụ chưa bự thì anh chị mình thấy nó cũng chưa rõ. Thật sự ra mấy này nó bự lên là dữ dằn lắm nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Vài bữa nữa có. Cỡ 25 mới bung vỏ ra nó ra xanh 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 đú ra. Tiếp theo là mã số 11. Cái cành bành bành. Cành là ok hết luôn. Lặt con lá trên miệng chậu luôn. Đủ cũng kẹo luôn. Cái này đo cái này nó hơi cắn cái nhánh này chút nha anh chị ơi. Cắn nó bự 100 mấy luôn. Mà nó bự tới 100 mấy luôn. Mình 33 cái này chắc chừng 29-30 nha anh chị. Tính 29 đi nha. Ngủ trừ hao lại. Vậy gớm rồi.
bành bành thôi. Đủ thì ok em bao cho anh chị nha, xa quá nhiều khi anh chị mình không thấy. Rồi tán ngang 1m7 luôn anh chị ơi. Bầu là luôn. Rồi chiều cao mình tính 1m8 đi nha anh chị, này 2m rồi nha. Đọt không đụng dốc chứ. Chiều hao cho 2 tấc luôn. Rồi mã số 11. Mã số 11 mà em giao lưu với anh chị là 2.500.000 nha anh chị. Cây số 11. 2.500.000 cho mã số 11 anh chị ơi. Cây dạng tập trung chung từ 14. Vành tính 29 rồi nha anh chị. Rồi em xin đổi cây anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 12. Clip này em có mấy cây Thủ Đức nha anh chị. Ủa lộn. Mấy cây Tân Châu. Này là dạng Thủ Kim. Này là Thủ Đức Kim luôn anh chị. Mã số 12. Đủ điều chứ. Hoành cây này 26 nha anh chị ơi. 26. Đủ gì nó nở chắc lượng rồi. 26. Chị nở ra nữa cũng kẹo chứ. Tán ngang mình 1m6 luôn nha anh chị. Chiều cao 2m anh chị. Rồi mã số 12, mã số 12 này em giao lưu với anh chị là 2.300.000 nha anh chị. 2.3. 2.3 cho mã số 12 anh chị ơi. Rồi gọi nút một cái nữa đi quay. Ủa lộn. Tin. Nút nụ ok. Nút nụ thì em bao cho anh chị luôn nha. Cây này hoành bự nha anh chị. Tiếp theo là mã số 13 anh chị ơi. Cây này đẹp nha anh chị. Chung là cây nào cũng đẹp cho anh chị ơi. Mỗi cây nó có dáng đẹp riêng của nó hết. Mà cây này nó xè bự, một cốt thẳng bự. Cây này là xương ngang nè anh chị. Đẹp nha. Cây nào cũng đẹp hết. Hoành hai lớn nữa. Xích trên vô lên. Rồi hoành cây này gần 32 tính 31 nha anh chị. Tính 31 nha. Tay cành là ok hết luôn á. Nút nụ cũng ok, nút nụ để em bao cho anh chị nha. Tán ngang mình 2m nha anh chị. Nụ có chê. Rồi chiều cao mình 1m7 anh chị ơi. Chiều cao mình 1m7 nha anh chị. Ngọc thôi ngư. Ngọc. Càng quá. Rồi mã số 13 này em giao lưu với anh chị là 2.900.000 nha anh chị. Chị xe. 2.900.000 cho mã số 13 anh chị ơi. Nằm trong chỗ 8 nha anh chị. Hoành gần 32 nha anh chị ơi, tính 31 rồi nha. Cái này bự hơn mấy cái kia. Ừ. Nằm trong chỗ 8 nha anh chị. Chỗ bự hơn. Cây cũng to hơn. Ừ. Rồi gọi nút cái nữa đi lên đây rồi cái này mình đổi cây lên đây. Cho anh chị mình ngắm cái. Anh chị nào muốn ưng bụng cây nào thì alo cho em nghe. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên Út em, phí ship của em là 200km nha anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 14. Cây số 14. Tiếp theo là mã số 14 nha anh chị. Đây là thông luôn. Quay vòng luôn nha Linh. Dạ. Mã số 14 nha anh chị. Đo trên này luôn nha anh chị. Đấy, cây này đo với nó hơi cấn chỗ này. Đo trên này đi hoành 25 nha anh chị. Hoành 25. Tán ngang mình 1m7 anh chị. Lục bộ lại. Rồi chiều cao mình tính 1m8 đi anh chị ơi. Chào 1m8. Chiều cao 1m8 anh chị. Mã số 14. Mã số 14 này em giao lưu với anh chị là
2.200.000 nha anh chị. 2.200.000 cho mã số 14 anh chị. 2.200.000 cái số 14. Tiếp theo là mã số 15 anh chị. 15. Quay một vòng cho anh chị mình ngắm luôn nha. Mỗi cây có dáng đẹp riêng hết nha anh chị. Đồ bò la luôn. Này khi máy lật ra nụ nó hơi nhỏ anh chị mình cũng không thấy rõ này, anh chị mình alo em chụp hình em gửi qua nha. Có cắn không Linh? Không. Hơi cắn cái cánh nhánh kia xíu à. Này phải không? Rồi cây này tới 33 hoành, cây này tính 30 thôi nha anh chị. Lo anh chị hai cho anh chị mình hết nha. 32. Hả? Nếu mà em mồi xuống xíu là 31, 32. Ừ, đó 33 mà tính 30 à. Ngang mình mới 8 nha anh chị. Ồ quá trời. Rồi cao 2 mét luôn anh chị ơi. Không bệnh bệnh không? Rồi mã số 15. Con số 15 này em giao lưu với anh chị là 2.400.000 luôn anh chị. Hai triệu tư cho mã số 15 luôn. Cái số 15. 2.400.000 cho mã số 15 anh chị ơi. Lật lá gì khỏe gì khỏi lật. Lâu quá trời luôn kẹo cái trên. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Cây nào cũng lúc nụ ok nha anh chị. Tay cành thì đều nha anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 16 anh chị ơi. Qua tới bên đây luôn. Tiếp theo là mã số 16 nha anh chị. Không đo luôn nha Linh. Dạ. Rồi nụ đi. Anh đo cho. Hoành 27 luôn anh chị ơi. Nụ già. Thời điểm này nụ ok chứ. Tán ngang mình mới 8 nha anh chị. Này nụ đều cậy luôn. Nó dày mà đều đều xác xác. Rồi chiều cao mình tính mét 8 luôn đi anh chị. Cái này hơn 2 mét rồi nè. Tính mét 8 đi. Chiều cao hết luôn. Ủa nãy đo góc chưa hả Quỳnh? Linh. Rồi hả? Rồi mã số 16 này em giao lưu với anh chị là 2.500.000 luôn anh chị. Hai triệu 500.000 cho mã số 16 nha anh chị. Lụ điều điều. Rồi mã số 16 2.500.000 luôn anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mình có 4 cây tân châu nha anh chị. Chưa đến qua. Gạo ghim tân châu nha anh chị. Dạ. Cây số 17 ghim tân châu. Bông này chuẩn lắm nha anh chị. Bông này từ 7 đến 12 cánh nha anh chị. Tân châu thì cái nụ nó bệnh mạnh hơn. Nó có đế luôn nha anh chị. Nụ chắc lượng luôn. Quanh cái này 18 rồi nha anh chị. Chưa đấy. Rồi. Quanh 9 18. Quanh 18 nha anh chị, quanh vị trí này nha. Tán ngang mình mét 4 anh chị ơi. Cái chậu thì cái bông rất là chuẩn từ nói chuẩn. Chiều cao mình mét 6 anh chị ơi. 7 8 9 10. Ngang mét 4 cao mét 6 nha anh chị. Rồi mã số 17, mã số 17 giáo tân châu này em giao lưu với anh chị là 1.600.000 nha anh chị. Giáo ghim. 1.600.000 cho mã số 17 anh chị ơi. Chăn lồng lắc. Nụ hơi kẹo. Nụ rất ok luôn. Lấy xăng đi. Rồi tiếp theo là mã số 18 anh chị ơi.
dướng cái đó. Mày đi đi cho chú kéo đi Quy. Tiếp theo là mã số 18 nha anh chị. Cháu con trâu thì nó ra bông tương đối là chỉnh. Nhiều cánh. Chết rồi. Vị trí này 19 nha anh chị. Quanh 19. Cái gì thôi ok. Tán ngang mình mét tư luôn anh chị ơi. Chiều cao mình ngang đây mét tư nha anh chị. Tính mét ba đi. Chiều cao mình mét ba là mét rưỡi. Hả? Nếu mà đọt đưa lên thẳng là rưỡi. Ừ. Rồi quay một vòng nữa cho anh chị mình coi ngắm cái ngang. Rồi bao lại. Mã số 18, mã số 18 này anh giao lưu với anh chị 1 triệu rưỡi nha anh chị. 1 triệu 500 ngàn cho mã số 18 anh chị ơi. 1 triệu rưỡi cây số 18, giao thông giao riêng. Rồi tiếp theo là mã số 19. Đủ chất lượng cái điều. Cây này cây số 19. Tiếp theo là mã số 19 nha. Đây nè, mã số 19 nè. Bình thân cây này 20 nha anh chị. Ngoài 20. To là cứ gộp cục nè. Tán ngang mình mét 4 luôn anh chị ơi. Rồi cao tính mét 6 nha anh chị. Ngang đây. Cao mét 6 luôn anh chị ơi. Cái này giáo tăng câu nha anh chị. Rồi mã số 19 này em giao lưu với anh chị là 1 triệu 500 ngàn luôn anh chị. 1 triệu 500 ngàn cho máy số 19 anh chị ơi. Gửi cây số 19. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Phí ship của em là 200 km luôn nha. Điều cây. Có cây này cây Thủ Đức nè. Yeah. Nhiều gần trăm luôn. Gì? Lũ nó bành bành luôn nè. Anh chị nào mà có ưng bụng cây đó thì alo cho em luôn nha. Tàn đẹp luôn. Ừ. Tàn tròn này là tàn tròn cái banh luôn á chị, đủ nè. Quá trời luôn mà sáng. Đủ, đủ bằng trong luôn nè, sáng giới luôn á. Từ trong ra ngoài luôn. Ê, trời này nở cái gì lắm luôn bà chú. Mã số 19, 1 triệu 500 ngàn nha anh chị, giỏ Tân Châu nha. Rồi, tiếp theo cái số 20. Rồi, tiếp theo là mã số 20 là mã số cuối clip nha anh chị. Trời ơi, đủ vậy nè, dương dương nè. Kẹo chứ. Mã số 20 là mã số cuối clip nha anh chị ơi. 4 cây Tân Châu, 16 cây Thủ Đức nha anh chị. Phí ship của em là 200 km nha, miễn phí ship nha anh chị. Còn kẹo hết rồi. Thôi ngang đây đi. Rồi hoành cây này 18 nha anh chị ơi. Dạ, hoành 18. Đây, dấu Tân Châu mình hoành nó không có bự nha anh chị. Đây là cây này nó chi chích luôn nè nha. Đúng rồi. Cây này nó chi chích thiệt luôn. Mã số 10. Mã số 20. Tán ngang mình cũng mét rưỡi anh chị ơi. Nụ vàng chất lượng luôn, cái này bao đẹp luôn. Số 20 nha anh chị. Rồi tính mét 6 luôn đi anh chị ơi. Ngang đây. Tuốt trên này cũng có nụ luôn anh chị, tuốt trên đọt cũng có nụ luôn nha. Tại vì tính ngang đây thôi nha. Cao. Rồi mã số 20 mình. Mã số 20 là mã số cuối clip nha anh chị. Em giao lưu với anh chị là 1 triệu 500 ngàn luôn nha anh chị. Phí ship em 200 km luôn nha anh chị ơi. 1 triệu 500 ngàn luôn. Rồi, cuối clip thì em cũng không có gì hơn. Em tổng chào cô chú anh chị gần xa. Năm mới dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt. Em chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại clip sau. Rồi, chào Nút. Rồi, chào cô chú chị bạn. Thì cô chú xem nghĩ lần thầy tiếp cho Nút. Okay. Rồi, chào kính chào của cô chú anh chị mình đây. Ok, dạo Thủ Đức một siêu kẹo.